Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bố thí ba la mật đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp không nội chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi Khác. pháp không bàn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học, như vậy này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với chân như chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học như vậy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với thánh đế khổ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học